Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2023. Người dân thủ đô nhận liền 2 tháng lương hưu từ ngày 5 tháng 1 năm 2024. Mở đầu chương trình là những thông tin trong nước. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 12, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, ngành vừa ban hành công văn số 6834 hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và 2 năm 2024. Theo đó, người nghỉ hưu sẽ nhận liền 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2, vào kỳ chi trả lương hưu của tháng 1. Mức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 bằng mức chi trả của tháng 1. Thời gian chi trả tập trung chủ yếu từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 1 năm 2024 qua hai hình thức, tài khoản cá nhân thẻ ATM hoặc nhận trực tiếp tại các điểm chi trả. Tây Ninh khánh thành ngôi trường mang tên nữ anh hùng Nguyễn Thị Bé Sáng ngày 21 tháng 12, tại xã Phước Đông, Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành trường trung học cơ sở mang tên nữ liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Bé. Tham dự buổi lễ có mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Mạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, cùng thân nhân, đồng đội của nữ liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Bé và các đơn vị tài trợ, giáo viên, học sinh nhà trường. Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Bé được sửa chữa, xây mới một số hạng mục và đổi tên từ trường trung học cơ sở Phước Đông. Toàn bộ kinh phí được vận động xã hội hóa. Các đơn vị tài trợ trao tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Bé. Bên cạnh đó, nhà trường cũng nhận trao tặng sổ tiết kiệm, tủ sách, sách phục vụ quá trình giảng dạy. Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày và đêm 22 tháng 12, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 4-6 mét, biển động mạnh. Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác, tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nam thanh niên nguy cơ mù mắt nghi do tiêm filler thẩm mỹ ngày 21 tháng 12, thạc sĩ, bác sĩ Mai Minh Thoại, trưởng khoa khám bệnh viện mắt cao nguyên, thành phố Pleiku, Gia Lai, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân có nguy cơ mù lòa nghi do tiêm filler thẩm mỹ. Người nhập viện là một bệnh nhân nam, tên 23 tuổi, ngụ huyện Em Giắc, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian vào viện lúc 17:30 ngày 20 tháng 12, trong tình trạng sập mí mắt phải, lác ngoài, khuyết thị trường, giảm thị lực. Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị tổn thương dây thần kinh số 2 và 3. Bệnh nhân giảm thị lực và có nhiều khả năng mất thị lực nghi do tiêm filler, chất làm đầy, dùng cho thẩm mỹ. Sau đó, bệnh viện đã có hướng dẫn bệnh nhân này vào bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh nguy cơ bị mù mắt vĩnh viễn. Bước đầu, bệnh nhân này có khai báo là đã tiêm filler vào vùng trán bị lõm, cạnh mắt phải nhằm mục đích thẩm mỹ. Tuy nhiên, người này không nói rõ tiêm ở đâu, do ai tiêm và tiêm loại filler gì. Toyota triệu hồi hơn 1,1 triệu xe do lỗi túi khí. Tiếp tục chương trình với một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 12, Toyota thông báo sẽ triệu hồi 1,12 triệu xe trên toàn thế giới do một cảm biến bị đoản mạch khiến túi khí không bung đúng thiết kế. Các cảm biến này đảm bảo túi khí không bung ra trong trường hợp xảy ra tai nạn nếu đối tượng ngồi ở ghế trước có ngoại hình nhỏ bé hoặc là trẻ em. Theo Toyota, chủ sở hữu những chiếc xe liên quan đến việc triệu hồi sẽ được Toyota thông báo vào giữa tháng 2 năm 2024. Chủ xe sẽ được yêu cầu mang xe đến đại lý Toyota hoặc Lexus, nơi bộ phận dịch vụ sẽ kiểm tra cảm biến và thay thế miễn phí cho chủ xe. Trên 37,5 triệu đồng ủng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi huyện Yên Sơn. Thưa quý vị, gương người tốt việc tốt sáng này, mời quý thính giả lắng nghe những việc làm ý nghĩa của CAC Bạn Trẻ với tựa đề. Trên 37,5 triệu đồng ủng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi huyện Yên Sơn ngày 21 tháng 12, truyền hình nhân đạo kênh VTV một chuyên mục nhịp cầu nhân ái kết nối để đổi thay. Hà Nội phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên Sơn, tổ chức thăm và tặng quà cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đoàn đã tặng 6,5 triệu đồng tiền mặt cho 3 hộ, và 3 máy tính bảng cho các em học sinh là con của các hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn, trẻ mồ côi của các xã Tứ Quận, Lang Quán và Quý Quân. Tổng giá trị nhân đạo trên 37,5 triệu đồng, do Ngân hàng Megabyte và Công ty Trách nhiệm Xuất nhập khẩu Merofi, Hà Nội tài trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đồng thời thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, quan tâm nhằm chia sẻ khó khăn,
góp phần động viên, tạo động lực để hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi vươn lên trong cuộc sống, giúp các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm và đủ đầy hơn. Phong Nha, điểm đến cho trải nghiệm khám phá bằng xe máy thưa quý vị. Du khách từ khắp nơi trên thế giới trên nền tảng booking.com đánh giá cao Phong Nha cho hoạt động khám phá bằng xe máy. Phong Nha sở hữu những dòng sông xanh uốn khúc, ruộng lúa mênh mông bên những ngọn núi phủ trong màu xanh của cây lá, là địa điểm lý tưởng để du khách tách biệt khỏi cuộc sống đô thị bận rộn và tận hưởng thiên nhiên trong lành. Động được đưa vào khai thác năm 1995, là một trong số những động đẹp nhất thế giới với 7 cái nhất, đó là hang có con sông ngầm đẹp nhất, hang có cửa hang cao và rộng nhất, có bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất, có hồ nước ngầm đẹp nhất, có hang khô rộng và đẹp nhất, hang nước dài và đặc biệt có hệ thống thạch nhũ kỳ ảo, tráng lên nhất. Phong Nha có vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, với dãy núi đá vôi lâu đời nhất tại châu Á, được hình thành từ 400 triệu năm về trước và hệ thống hang động hùng vĩ. Người dân địa phương thân thiện, hiếu khách tại đây góp phần mang tới trải nghiệm trọn vẹn hơn. Chợ Giáng sinh ở Helsinki, Phần Lan thưa quý vị. Người Phần Lan thích ăn mừng vào các dịp lễ. Một vài tuần trước Giáng sinh, họ bắt đầu với tích cư Zolu, một bữa tiệc Giáng sinh sớm vào đầu tháng 12. Chợ truyền thống Phần Lan bắt đầu nhộn nhịp hơn khi bắt đầu vào Giáng sinh. Đèn được thắp sáng khắp khu chợ vào ban đêm, và cùng với đó là vô vàn những món đồ kỷ niệm thủ công mỹ nghệ đậm chất Phần Lan, và những món ăn đường phố cực kỳ hấp dẫn. Chợ truyền thống Giáng sinh của Helsinki nằm ở UQNAGG trường lớn và là khu chợ lâu đời nhất, phổ biến nhất Helsinki mỗi khi mùa đông về. Nơi đậm chất lịch sử này ngoài ra còn là địa điểm của vô số các sự kiện lễ hội lớn nhỏ, và đáng chú ý hơn cả chính là một nhà thờ trắng tuyệt đẹp hướng ra quảng trường. Nhà thờ được thiết kế bởi Carl Ludwig Engel vào thế kỷ thứ 19 và hoàn thành vào năm 1852. Nhà thờ Helsinki là một trong những tòa nhà cổ nhất tại Helsinki, cũng như là một thành phẩm ấn tượng của lối kiến trúc tân cổ điển. Với danh tiếng của Phần Lan về thiết kế hàng đầu, không có gì ngạc nhiên khi có một cách tiếp cận phong cách, được cân nhắc đối với những gì được bán. Bộ mặt của thị trường là nhà thiết kế đa ngành người Phần Lan Linda Bergrat, người có các dự án bao gồm việc lắp đặt quán rượu không rác thải, tại Oan Thực Design 2018 hội chợ Manhattan. Khoảng 130 nhà cung cấp đã bày bán các sản phẩm thủ công điển hình của Phần Lan, đồ trang trí Himeli, điện thoại di động hình học làm bằng rơm, nến nhựa thông và bạch dương, tất len ấm cúng và đồ trang sức hiện đại. Các nhà hàng địa phương có cửa sổ bật lên phục vụ thực đơn đặc biệt cho ngày lễ, và cũng có vòng đu quay. Một phần không thể thiếu trong mùa tích cư Zolu, tiệc trước Giáng sinh của Helsinki. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.